Ba lời nhắn U60. Muốn sống lâu thì phải thắng được chữ này. Kính thưa quý khán thính giả của Bờ Tỉnh Thức, có câu thơ sai lầm lớn nhất của ta: đem đổi sức khỏe làm ra nhiều tiền, bi ai nhận lấy niềm riêng, đánh đổi sinh mệnh ôm phiền vào thân. Dân có lẽ ai sinh ra cũng mong mình công thành danh toại, sống một đời như ý, nhưng số mệnh là thứ không phải ai cũng biết cách vượt qua. Để rồi sau bao năm miệt mài theo đuổi sự nghiệp, có người thành kẻ bại, nhưng sức khỏe đều sắp cạn mất rồi. Người thành công vui quá cũng tổn thọ, mà kẻ thất bại buồn giận quá cũng chẳng thể sống lâu. Vậy thì biết phải sống sao mới là khôn ngoan nhất. Có một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng, ông thọ tới 111 tuổi, đã từng chia sẻ chân lý sống của mình rằng: trước hết, cuộc sống phải điều độ. Thứ hai, phải tu dưỡng bản thân. Thứ ba, đừng đem lỗi lầm của người khác mà trừng phạt chính mình đến chết. Thứ tư, đừng ngạc nhiên trước mọi thứ xảy ra. Và thứ năm, đừng tức giận với bất cứ chuyện gì. Một người họ hàng của ông từng tiết lộ về tình trạng thể chất của ông lão 110 tuổi này rằng cơ thể ông ấy rất hồng hào và tràn đầy sức sống. Điều đáng kinh ngạc nhất là tóc trên đầu ông vẫn còn một màu đen bóng. Mọi người đều cảm thấy đây giống như là một sự cải lão hoàn đồng vậy. Và ai cũng ngạc nhiên trước sức sống bền bỉ của ông ấy. Có nhiều người, ngay cả bác sĩ, cũng từng hỏi ông về bí quyết trường thọ, và ông đã để lại ba câu ngắn gọn. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng Bờ Tỉnh Thức đi tìm hiểu xem ba câu nói đó là gì ngay bây giờ. Sau khi xem xong, quý vị sẽ có thể sống ung dung tự tại và trường thọ hơn. Xin chúc mừng những ai đã biết tới bí quyết trong video này. Và câu đầu tiên chính là: người ta không chết vì đói, mà chết vì cố ăn quá nhiều. Chim chết vì mồi, người chết vì tham. Nhiều người thường có tư tưởng rằng phải ăn nhiều mỗi ngày thì mới đủ chất và khỏe mạnh. Cho nên phải ăn vào mới có chất, không ăn thì làm sao mà khỏe được. Do vậy hễ có cơ hội ngồi vào bàn ăn là họ cố nhồi nhét thức ăn cho thật đầy bụng. Tình trạng này tồi tệ nhất là ở những người giàu. Họ sợ con cái bị suy dinh dưỡng nên ép con ăn thật nhiều. Thậm chí trẻ không muốn ăn, cha mẹ cũng bóp miệng cho ăn. Thực ra thói quen ăn uống như vậy rất có hại cho sức khỏe. Có câu, bệnh từ miệng mà vào. Nạp càng nhiều thực phẩm mất cân bằng thì càng tăng huyết áp, tăng lipid máu, tăng bệnh tiểu đường. Những bệnh này có thể không gây tử vong ngay, nhưng sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống, rút ngắn tuổi thọ của bạn. Không phải tự nhiên mà quy tắc ăn no đến 7 phần lại được tin tưởng và áp dụng rộng rãi. Từ trước đây, Khổng Tử đã chia sẻ chủ trương không ăn quá no, để dạ dày làm việc vừa phải, sẽ có sức khỏe tốt. Ăn no 7 phần, để 3 phần đói, miệng còn thòm thèm, nhưng bụng đã đủ thỏa mãn rồi. Nhiều người luôn tìm cách để kéo dài tuổi thọ bằng cách dùng thuốc bổ sung hoặc ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng. Thực tế khảo sát cho THA đối với nhiều người sống lâu trăm tuổi đã chỉ ra rằng một cách để kéo dài tuổi thọ của họ là ăn đủ 7 phần no mỗi bữa. Bằng cách này có thể giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan nội tạng khác nhau của cơ thể, có lợi hơn cho quá trình trao đổi chất của cơ thể, đào thải kịp thời các chất độc và rác trong cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Vậy nên, hãy ăn bớt đi một miếng, sẽ bớt đi một phần bệnh tật. Và bản chất nhân quả của việc sống lâu thực ra rất dễ hiểu. Có câu, buông tàu bán bè, không bằng ăn dè hà tiện. Nếu nói phúc tuổi thọ của một người ví như một chai mật ong ngọt ngào thơm phức. Nếu mỗi ngày bạn uống một thìa thì có thể uống được nửa năm mới hết. Nhưng bạn tham hưởng nhiều, không kiềm chế được trước hương vị thơm ngon, lại muốn uống nhiều hơn. Vậy thì chỉ uống được gần 2 tháng đã hết rồi.
Vậy thì cuộc đời bạn muốn trường thọ hay đoản thọ là do cách bạn hưởng. Bớt ăn, bớt hưởng, bớt sung sướng lại để đổi lại tuổi thọ thêm dài. Còn những ai có tư tưởng trẻ không chơi gà hối hận, đời được mấy nổi, sao phải khổ thế, thì đó là những người đang sống gấp sống dội, sống chạy theo cảm xúc và cái lưỡi. Những kẻ nghiện ngập, kẻ ham bài bạc, ham cảm giác sung sướng đều là đang uống mật ong quá liều. Và sự thật là có những con nghiện chìm trong hưởng lạc, suốt ngày muốn sung sướng, nên sau 3 năm là bỏ mạng. Vì mật ong là phước lộc, hưởng hết rồi thì bỏ mạng xanh cỏ sớm. Cũng có người biết kiềm chế nhưng lại không hiểu biết, thành ra cả chai mật ong đều lãng phí mà còn mang họa vào thân. Vì sao nói vậy? Bởi vì chai mật ong tuổi thọ này cần phải học cách sử dụng mới có hiệu quả cao nhất. Ai ai cũng biết mật ong là chất làm ngọt tự nhiên, chất chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn cao cấp. Nhưng biết một mà không biết hai nên sai lầm trong thói quen uống mà tổn hại thêm sức khỏe. Nếu uống lúc đói sẽ ngăn cản trao đổi chất của cơ thể. Nếu uống trước khi ngủ sẽ khiến làn da của bạn trông sần sùi kém sáng. Nếu pha với nước sôi sẽ làm mật ong mất dinh dưỡng. Dùng quá liều gây nóng trong, tăng đường huyết, gây ngộ độc, đầy bụng, khó tiêu, tăng cân, tổn hại tới thần kinh. Cho nên mỗi ngày dùng 10 đến 30 gram mật ong nguyên chất là thích hợp nhất cho sức khỏe. Quý vị có từng mắc sai lầm này chưa? Là ai đã khiến cho quý vị hiểu lầm như thế? Dù là ai đi nữa thì đó cũng là bị tư tưởng, lời khuyên của người khác ảnh hưởng tới đời mình rồi. Có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ có ở trong chăng mới biết chăng có rận. Cho nên hãy luôn cảnh giác với những gì người khác khuyên. Bởi mọi lời khuyên chỉ là ý kiến chủ quan của họ và sẽ không bao giờ phù hợp với bạn. Cho nên, sống một cuộc đời đáng sống chính là phải có lập trường, phải luôn tỉnh thức và tự mình cảm nhận mọi thứ. Chứ không sống vì ánh mắt, kỳ vọng hay thành công của kẻ khác. Mọi thứ đau khổ trên đời này đều bắt đầu bằng sự so sánh. Bởi khi ấy là quý vị đang sống cho người ta, chứ không phải đang sống cho chính mình. Dân, có tuổi rồi, giờ là lúc sống cho mình, làm những điều mình thấy ý nghĩa, ăn những thứ mình thấy khỏe ra, uống những gì lợi cho sức khỏe, thì đó là đang tận hưởng cuộc sống. Quý vị thử một lần xem, chai mật ong cuộc đời của quý vị sẽ có tác dụng tốt và sử dụng được rất lâu dài. Hãy luôn thức tỉnh thì đó mới là chai mật ong sức khỏe trường thọ. Tôi xin tặng bạn một câu chuyện thế này. Ngày xưa, có một người ở vùng nông thôn, tính tình chất phác, thật thà. Anh ta thường ngày sinh sống bằng nghề chăn dê. Nhờ hắn biết cách nuôi, chăm sóc dê nên thời gian không lâu bầy dê sinh con đẻ cái rất đông. Hắn lại gặp thời, ăn nên làm ra, trở thành một người giàu nhất địa phương. Mặc dù hắn có rất nhiều tiền, nhưng lòng dạ rất hẹp hòi, keo kiệt. Bản thân không dám ăn mặc, cũng không giúp đỡ cho người nghèo khổ, cho nên mọi người gọi hắn là gã keo kiệt. Trong vùng có một gã chuyên đi lừa gạt rất nhiều người. Một hôm, hắn ta tìm cách tiếp cận người chăn dê, giả vờ thân thiện nói: "Này anh, chúng mình là bà con xa, nên chúng ta có tình cảm rất sâu đậm. Hiện nay anh là người giàu có nổi tiếng, nhưng còn thiếu một điều quan trọng." Tên chăn dê hỏi: "Tôi thiếu điều gì?" "Anh thiếu một người vợ trẻ xinh đẹp, có đức hạnh." Nghe tên lừa đảo nói như thế, hắn chợt thấy đúng thật. Thường ngày hắn chỉ lo gầy dựng sự nghiệp, nay cuộc sống đã sung túc, không thể không có một người vợ để quán xuyến việc trong nhà, và tương lai còn phải có con cái để nối dõi tông đường. Hắn bảo tên lừa đảo: "Này anh, không biết anh có cách gì giúp tôi cưới được cô vợ trẻ hiền thục, thông minh không?" Tên lừa đảo hớn hở nói: "Tất nhiên là được rồi. Hôm nay tôi đến đây vì việc này."
Anh có chắc là tìm được cô gái như tôi đã nói không? Tôi tìm được rồi. Ở xóm dưới có một thiếu nữ rất xinh đẹp, hiền thục, đoan trang, lại có đức hạnh tốt. Làm vợ anh rất thích hợp. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Gã chăn dê nghe gã nói rất hài lòng, vui mừng khôn xiết hỏi. Vậy hoàn tất việc hỏi cưới này, chi phí khoảng bao nhiêu? Tên lừa đảo nói, tất nhiên tiền càng nhiều thì khả năng thành công càng cao, anh càng nổi tiếng. Xưa nay, tên chăn dê là trùm sò keo kiệt, nhưng lần này, hắn hào phóng dung tay quá tráng, đưa cho tên lừa đảo một số tiền rất lớn. Hắn hy vọng việc này nhanh chóng thành công tốt đẹp. Trải qua vài ngày, gã lừa đảo đến nói, cô gái này đã đồng ý kết hôn với anh rồi, nhưng anh phải chi thêm một số tiền để làm lễ đính hôn. Hắn lại đưa tiền cho gã để làm lễ hỏi vợ. Từ đó, hắn cứ lân lân vui sướng bay bổng, quên ăn bỏ ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến cô vợ trẻ, xinh đẹp hiền thục. Vài ngày sau, tên lừa đảo lại đến nói, lễ đính hôn đã xong, chuẩn bị lễ kết hôn, trước tiên phải mua căn nhà xinh xắn. Hắn lại đưa cho gã một số tiền. Trôi qua vài ngày, gã lại đến đòi tiền để mua đồ trang trí nội thất. Hắn lại đưa tiền cho gã. Sau vài ngày nữa, hắn lại đến bảo cô dâu muốn của hồi môn xin hắn cho một số tiền. Hắn lại giao tiền cho gã. Tên lừa đảo gạt được một số tiền khá lớn, liền chuồn mất. Gã chăn dê cứ mãi trông ngóng đợi chờ. 5 tháng trôi qua, tài sản của hắn bị gã lừa đảo lấy sạch mà chẳng thấy cô dâu. Hắn mới hiểu rõ đạo làm người. Hóa ra, người sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng không mong cầu họ đền đáp lại thì rất ít. Phần đông mọi người đều muốn bỏ ít mà được nhiều. Do đó mà đưa đến tranh chấp lợi lộc, lừa đảo, gạt gẫm rất nhiều. Người nhận chút ân huệ của người thì sau đó phải trả lại rất nhiều. Cho nên vô tình, con người rơi vào dòng xoáy đau khổ, tính toán làm được lợi một chút, dần dần cũng hạ thấp nhân cách, trở thành kẻ tiểu nhân ở thế gian. Khi ngoảnh đầu quay lại thì đã mất đi những điều quý giá nhất. Tiền của, vật chất, danh lợi, đến khi ra đi cũng chẳng thể mang theo được gì. Thứ mang theo chỉ là một làn khói mỏng, chớp mắt, vinh hoa phú quý thoáng qua, ân ái tình thù cũng chỉ là cát bụi. Bởi thế dù có là ai, cũng mong bạn nhớ rằng đừng quên sức khỏe mới là tiền vốn. Không có sức khỏe thì không cách nào tận hưởng hết niềm vui của đời người. Đừng xem áp lực thành động lực, lao động quá sức để rồi tổn hại bản thân. Cũng chớ quá xem nặng danh lợi. Sau khi hào nhoáng qua đi mới nhận ra mọi thứ đều chỉ như mây khói. Đừng nghĩ rằng hỏi han là quấy rầy. Những người thường gửi tin nhắn cho bạn nhất định là người trong tâm có hình bóng của bạn. Đừng bỏ mặc những người có duyên với bạn. Bởi vì sau khi vinh hoa qua đi, bạn mới hiểu được rằng rất nhiều người sẽ rời xa bạn. Khi ấy bạn mới thấy tri kỷ thật khó tìm. Đừng nghĩ rằng bác sĩ là người có thể cứu lấy mạng sống của bạn. Thật ra không phải như vậy. Chính bạn mới là người quyết định dưỡng sinh quan trọng hơn cứu mạng. Đừng mong nghĩ rằng cho đi sẽ được báo đáp lại. Chỉ có không kể báo đáp mới có thể hành thiện, tích đức. Bạn hiểu ý tôi không? Mời bạn đến với câu thứ hai, cuộc sống càng đơn giản càng tốt. Từ tuổi trung niên trở về già, chúng ta ít nhiều đã thấy được sự thật của cuộc sống này. Cho nên càng trải nghiệm, con người ta càng muốn giản đơn, và càng đơn giản thì lại càng hạnh phúc. Vì sao? Trong cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khỏe mạnh mới là điều cần thiết, vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước. Nhưng khi kết thúc sinh mệnh thì phải buông bỏ tất cả mới trở về được nơi tốt đẹp. Và đó mới là mục đích sống. Để tôi kể cho bạn một câu chuyện thế này. Một người phụ nữ trung niên, trong cuộc sống bà luôn cảm thấy áp lực. Bà quyết định đi gặp một vị thiền sư, mong tìm ra giải pháp cho mình.
Vì thiền sư liền bảo bà đeo lên lưng một chiếc sọt rỗng, ông chỉ về con đường phía trước và dặn, mỗi khi bước lên một bước, bà hãy nhặt một hòn đá cho vào sọt, sau đó cho tôi biết bà cảm thấy thế nào. Thế là người phụ nữ làm theo đúng lời căn dặn. Khi trở về, bà bảo, càng bước đi, gánh nặng trên lưng tôi càng tăng, thực sự rất mệt mỏi. Thiền sư đáp lại, con người sống ở đời luôn cõng một chiếc sọt rỗng. Sống qua một ngày, lại đặt một thứ gì đó vào sọt, đó chính là để bụng. Nên khi về già, tâm trí phiền não, mệt mỏi không thôi. Nếu bà chỉ nhặt nhạnh tất cả mà không chịu buông bỏ đi một chút, thì cuộc đời sẽ luôn nặng nề và mệt mỏi. Cuộc sống vốn dĩ vẫn như vậy, nhưng vì bạn lựa chọn tham lam, ham muốn quá nhiều, nên sầu khổ thân tâm. Tất cả cũng vì nhìn lên quá nhiều, nên so sánh và mong cầu được như người khác, trong khi lại không nhìn xuống để thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Bạn đang ăn dưa cà mà vui vẻ trọn vẹn với gia đình thì không cần nhìn sang căn nhà 3 tầng mới xây của nhà hàng xóm để rồi than thở. Cũng chẳng cần chép miệng khi trông thấy người khác ăn sơn hào hải vị mỗi ngày. Người đi ô tô cũng không cần phải ngước nhìn để ao ước. Vì cái giá mà họ bỏ ra để có được những thứ ấy, bạn sẽ không biết đắt thế nào đâu. Biết đâu, căn nhà 3 tầng kia lại được đánh đổi bằng 15 năm hy sinh hạnh phúc gia đình để đi xuất khẩu lao động xứ người. Biết đâu sau những sơn hào hải vị kia là một mớ thuốc tiểu đường, mỡ máu hay giải độc đang chờ họ. Và chiếc ô tô sang chảnh kia lại khiến gia đình họ tan nát vì bồ bịch hoặc đánh ghen. Và cũng biết đâu rằng cả 3 nhà đó đều DNG nhìn sang nhà bạn mà ao ước có một hạnh phúc giản đơn và bình yên như vậy. Thực ra, có rất nhiều người ước ao cuộc sống của người khác, bởi họ cho rằng cuộc sống của người đó luôn có những điều tốt đẹp hơn của mình. Nhưng sự thật là, cuộc đời mỗi người có chất thú vị riêng. Vì vậy bạn không nên phí thời gian của mình để thần tượng người khác. Đời người có được ắt có mất, và cái gì cũng có giá của nó. Dù vẫn biết vậy, nhưng nhiều người đến già vẫn không biết buông bỏ. Nào là chấp chuyện họ hàng, buồn chuyện con cháu, than thân trách phận, hối tiếc quá khứ, lo lắng tương lai. Thực ra, thế gian này rất đơn giản, núi là núi, mây là mây, trời là trời. Bạn cảm thấy áp lực là bởi bạn tự phức tạp quá tất cả lên thôi. Việc gì cũng muốn làm, thứ gì cũng muốn có. Cuối cùng, chẳng có gì trọn vẹn, tâm sinh mệt mỏi, thân mang bệnh tật. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Đời người gặp được sự tình gì cũng không nên nghĩ phức tạp. Tư tưởng một khi nặng trĩu thì hít thở cũng mệt mỏi. Nên bỏ đi những ký ức không tốt đẹp trong trí nhớ, sống một cuộc sống vui tươi, an hòa cùng mọi người. Con người còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời người ngắn ngủi, không cần phải nuối tiếc những việc đã qua. Bởi sự thật là, con người sống trên đời kỳ thực cũng không cần nhiều thứ lắm. Chỉ cần sống khỏe mạnh, chân thành yêu thương mọi người, biết đủ là một cuộc sống giàu có nhất. Cho nên, bạn phải nên nghĩ đơn giản một chút, bởi vì sống trên đời phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Coi nhẹ một chút, bởi vì trên đỉnh đầu còn có một bầu trời xanh. Nếu bạn có hiểu ý tôi, hãy bình luận quan điểm của mình ngay bên dưới video này nhé. Cuối cùng, hãy cùng suy ngẫm câu thứ 3, đó là nếu bạn muốn sống lâu thì tâm phải rộng. Không được tức giận dù có chuyện gì xảy ra, đó chính là xem nhẹ tất cả. Vì sao tâm phải rộng? Phật dạy rằng nếu quá coi trọng những thứ bên ngoài, tâm hồn sẽ đau đớn. Đời người không thể mãi thuận buồm xuôi gió. Có lúc sướng lúc khổ, có khi được khi mất, đó chính là cuộc sống. Lòng người như một con đường, càng so đo tính toán thì càng hẹp. Càng bình hòa nhân ái, thì lại càng rộng mở thênh thang. Hay như Khổng Tử nói, tâm lớn một tấc, đường lớn một trượng.
hãy luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, để làm việc và để làm người. Tôi xin tặng bạn một câu chuyện đáng suy ngẫm này. Ngày còn nhỏ tôi nhớ, thỉnh thoảng mẹ vẫn nướng bánh mì bị cháy khét. Có một đêm, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho bố con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều này mà lên tiếng hay không. Điều bất thường là bố tôi vẫn ăn những miếng bánh ấy bình thường và hỏi tôi về bài tập ở trường. Tôi không đã quên đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì bố tôi nói với mẹ tôi: "Em à, anh không thích bánh mì cháy, nhưng anh vẫn ăn rất ngon vì có tình yêu thương của em trong đó." Đêm đó, tôi đến bên chúc bố tôi ngủ ngon và hỏi có phải ông thích bánh mì cháy hay không. Bố tôi khoác tay qua vai tôi rồi ông nói: "Con à, mẹ con đã làm việc chăm chỉ cả ngày và mẹ đã rất mệt. Thỉnh thoảng có một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con à. Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Đó chính là những lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy." Rồi bố trầm tĩnh nói tiếp: "Con biết đó, cuộc đời không có gì hoàn hảo cả, và con người chúng ta cũng vậy. Bố có thể nướng bánh mì ngon hơn mẹ con, nhưng lại cũng làm khá tệ trong rất nhiều việc khác. Chẳng hạn như bố chẳng thể giặt ủi đồ hay chăm sóc con cái chu toàn và cẩn thận như mẹ. Vậy nên mỗi người mỗi thế mạnh, nên chúng ta mới cần ở bên và bù đắp thiếu sót cho nhau. Điều mà bố học được qua nhiều năm tháng sống đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và tôn trọng những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lâu dài và dễ chịu con à. Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng để mỗi ngày đều thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó." Dân, điều câu chuyện muốn nói ở đây là gì? Là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc, biết sẻ chia, cảm thông với người khác. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, thậm chí nhiều người tới cuối đời còn chưa hiểu hết con người mình. Thì làm sao có thể ai hiểu hết mình đây? Chẳng ai hoàn hảo, vì thế không thể nhìn vào một lỗi nhỏ mà đánh giá cả con người một ai đó, nhất là những người luôn bên cạnh và yêu thương bạn. Cho nên hãy mở rộng tâm ra, lòng sẽ thanh thản, ung dung tự tại và đời mới thong dong. Quý vị à, đã có ai từng trải qua cảm giác một bữa cơm ngon chỉ vì một lời chê món canh hơi mặn, món cá hơi tanh hoặc cơm cắm hơi khô mà làm mất hết không khí bữa ăn chưa? Đó chính là minh chứng cho câu nói con sâu làm dầu nồi canh. Vậy từ một nồi canh mặn chúng thấy được gì? Xin thưa, nếu xem tâm của bạn được ví như nước canh, thì cùng một thìa nhỏ muối bỏ vào, nếu chỉ có 1/3 nồi nước, canh sẽ mặn. Nếu có nửa nồi nước, canh sẽ vừa khéo. Còn nếu nước gần đầy nồi thì canh sẽ nhạt, thanh đạm và tốt cho sức khỏe, nhất là người già. Từ đó mới thấy nếu nước nhiều, tức là tâm rộng, thì bản thân ta sẽ nhẹ nhàng thanh thoát trước, và cũng khiến cho người xung quanh hoặc người ăn canh cảm thấy dễ chịu, không chán ghét. Và nếu thấy người khác có lỡ chưa hiểu chuyện mà nấu canh mặn như thế thì ta cũng xem nhẹ đi. Canh mặn thì thêm chút nước, canh nhạt thì thêm chút muối. Vừa có canh hợp khẩu vị ăn mà không khiến người khác tụt cảm xúc, mà giữ được tình cảm lâu bền. Mọi thứ trong cuộc sống vốn dĩ đều đơn giản như vậy. Nếu đủ yêu thương, nếu đủ đồng cảm và đủ thấu hiểu cho nhau thì không có gì không giải quyết được, không có gì làm mình khó chịu hay nổi giận được. Bởi thương nhau dạng sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng sẽ kê cho bằng. Hiểu được điều này chính là trí tuệ, làm được điều này chính là tu dưỡng,
và không chấp điều này ở người khác, đó là tâm bao dung và rộng lượng. Và bạn làm điều này là vì bản thân bạn trước, chứ không phải vì người khác. Từ triết lý nồi canh mặn này, bạn có thể áp dụng sang những việc khác trong cuộc sống mỗi ngày. Giờ đây, khi một đứa con không đủ quan tâm mình sẽ nghĩ, chắc con chưa quan tâm mình, chắc là do mình chưa đủ quan tâm con, hoặc mình quan tâm sai cách chăng? Thôi mình cứ rộng lượng đi, con chưa quan tâm mình, thì mình phải quan tâm nhiều chúng nhiều hơn. Ở đời muốn nhận gì, thì phải cho đi nấy vô điều kiện. Cứ tùy duyên đi, thì bình yên hạnh phúc. Nếu lỡ hàng xóm có hiểu nhầm, đặt điều cho mình, hoặc nói xấu sau lưng mình, trước đây mình sẽ nổi máu giận dữ lên, rồi phải đi tìm nói cho ra nhẽ, cho bỏ tức, hay hả dạ. Chứ im lặng thế thì nhục lắm. Nhưng vì tức giận là bản năng, là yếu đuối, là bất lực, còn kiềm chế mới là bản lĩnh, là mạnh mẽ, là có năng lực. Cho nên giờ đây bạn sẽ biết rằng mình sẽ xem nhẹ những lời thị phi, không còn chấp trước hay dính mắc vào đó nữa. Mình không để những thứ thuốc độc hại đó vào tâm trí, không để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống bình an của mình. Bởi người tin mình thì mãi sẽ tin mình, còn người không tin mình, dù có giải thích cả ngày, họ cũng không chịu hiểu. Vậy thì mình cứ hữu xạ tự nhiên hương, cứ cây ngay không sợ chết đứng đi. Rồi người ta sẽ tự thấy xấu hổ, mình không cần ôm rơm nặng bụng làm gì. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, để tự nhiên cân bằng tất cả. Tùy duyên mà sống, tùy nợ mà trả dây. Còn duyên thì sẽ ở bên, mà hết duyên thì níu kéo, thì chỉ thêm phiền nhau ra. Có câu chuyện thế này. Có một vị đến thăm thiền sư và xin lời khuyên. Thiền sư, con đã chuyên tâm nghiên cứu Phật học và nho lý 20 năm rồi, nhưng con vẫn không ngộ ra được một chút gì về thiền pháp. Thầy giúp con mở mang một chút kiến thức với ạ. Thiền sư không nói gì, chỉ tát một cái vào mặt người kia, khiến anh ta chạy ra ngoài cửa. Người này cảm thấy vô cùng kỳ cục khó hiểu. Ở bên ngoài Phật đường, càng nghĩ anh ta càng tức giận. Đang định quay lại tìm thiền sư để lý luận, thì có một thiền sư già khác cũng vừa hay đang bước đến. Vị thiền già sư thấy khuôn mặt người này hầm hầm tức giận, liền ôn tồn nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Đến chỗ ta uống một cốc trà đi. Những người cầu đạo có cái gì đáng để tức giận chứ? Học tăng vừa uống trà vừa than rằng thiền sư kia vô duyên vô cớ giơ tay đánh mình, nói rằng ông ta không có phong độ thần thái của Phật môn. Đang nói đến chỗ tức giận, vị thiền sư già liền bật cười, cũng giơ tay ra và tát anh ta một cái. Học tăng giật mình ngây người, cốc trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Vị thiền sư già cười hỏi, lúc nãy con nói đã hiểu rõ về Phật học và nho lý, chỉ thiếu một chút thiền pháp. Hiện tại ta đã chỉ cho con thiền pháp rồi. Con đã hiểu thiền pháp là như thế nào chưa? Học tăng líu lưỡi không biết trả lời như thế nào. Vị thiền sư già thấy anh ta do dự, lại hỏi lại, nhưng anh ta vẫn không trả lời được. Vị thiền sư già liền xắn tay áo, mỉm cười nói, thật ngại quá, hãy xem một chút thiền pháp của ta đi. Nói xong, vị thiền sư già liền cúi thấp người xuống, nhặt lại những mảnh cốc bị dở, thản nhiên cầm lấy tấm khăn lau. Rồi ông từ từ lau sạch sẽ nước trà trên mặt đất, không lưu lại một chút dấu tích gì. Sau đó mới mỉm cười đứng thẳng người dậy, cảm khái nói, thiền pháp, đây không phải là thiền pháp hay sao? Học tăng lúc này mới ngộ ra được, Phật pháp không phải là những lời nói suông trong miệng, mà là bản lĩnh, là năng lực rèn luyện tu dưỡng mỗi ngày. Biết ngộ ra mọi thứ ngay ở trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Dân, học Phật pháp hay tu hành, thực ra không cần phải lên chùa hay tìm kiếm ở đâu xa xôi, mà bạn chỉ cần tìm kiếm sự thông tuệ từ trong trái tim mình là đủ. Trên đời này,
không có bất cứ thứ gì quý hơn bình yên trong tâm mình cả. Cho nên bạn đừng nên tức giận, cũng không hoảng loạn trước mọi đến và đi trong cuộc sống. Mọi thứ đều là để kiểm tra sự tu dưỡng và nỗ lực vượt qua của chúng ta. Muốn sống lâu, phải có kỷ luật, và đừng đem sai lầm của người khác mà về trừng phạt chính mình. Đừng nấu canh mặn mà cũng đừng ăn canh mặn của người khác đưa cho. Người cao tuổi không nên ăn quá 6 gram muối mỗi ngày thì mới khỏe được. Bạn là chính bạn, bạn sống cho bạn, chỉ có bạn mới cảm nhận được mình và mới biết mình cần gì nhất thôi. Đó là cuộc sống thiên đường cực lạc, đó chính là cõi tịnh độ trong tâm mình, và đó là tâm Phật thực sự. Bạn hiểu ý tôi không? Chỉ có ai hữu duyên mới hiểu được những lời này, chỉ có ai cùng tần số mới tin. Vậy hãy bình luận xuống dưới video này để tôi biết mà mừng cho bạn nhé. Vâng, thực ra đối với những người có tính cách thiếu kiên nhẫn thì rất dễ nổi giận. Y học cổ truyền đã chỉ ra rằng sự tức giận sẽ làm tổn thương và gây khó chịu ở gan, tức ngực, sưng đau ở ngực và xương sườn. Nếu loại sân hận này không được kiểm soát thì nó sẽ có hại đến sức khỏe của bạn và sẽ để lại dấu vết giận dữ trên cơ thể. Vì sao? Y học Trung Quốc đã chỉ ra rằng tức giận một lần sẽ hủy hoại sức khỏe một lần. Nhìn từ vẻ bên ngoài, hầu hết những người nóng tính và thường xuyên nóng giận sẽ bị hói đầu. Trường hợp nặng thì đỉnh đầu sẽ nhọn, trường hợp nhẹ sẽ bị hói hai đầu hình chữ M ở hai bên trán. Những người tức giận dễ bị tổn thương và các tế bào não của họ già đi nhanh hơn đáng kể. Khi bạn mất bình tĩnh, khí sẽ ùa lên trên, gây nóng trên đỉnh đầu và dẫn đến rụng tóc. Cơn thịnh nộ nghiêm trọng đôi khi có thể gây chảy máu trong gan. Nếu máu không thể đào thải ra ngoài, nó sẽ đọng lại trong gan và hình thành khối máu tụ trong một thời gian. Gan nóng do tức giận sẽ ảnh hưởng đến phổi, và hậu quả nghiêm trọng của nhiệt phổi là mất ngủ. Một bác sĩ kể rằng trong quá trình thực hành lâm sàng, ông từng gặp một người suốt 5 ngày 5 đêm không ngủ được vì tức giận. Người khí huyết kém sẽ sa sút, gây chướng bụng, đau nhức, có thể nhầm lẫn với bệnh về đường tiêu hóa. Nếu khí không tiêu tán được, chẳng hạn như ngạt thở, thường sẽ tạo thành cái gọi là khí ngang, ứ động ở ngực và bụng. Từ đó có thể dẫn đến tăng sản tiểu thùy vú và ung thư vú ở phụ nữ. Cũng có thể gây ra bệnh tá tràng hoặc loét dạ dày. Trường hợp nặng có thể gây chảy máu dạ dày. Những người tức giận cũng có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư. Khi một người tức giận, luồng không khí trong cơ thể ở trạng thái rối loạn. Cho nên muốn có sức khỏe tốt thì phải làm cho khí huyết lưu thông hài hòa và thông suốt. Bằng cách nào? Đầu tiên, đừng suy nghĩ quá nhiều về những điều chưa xảy ra. Đừng quá bận tâm về những điều đang xảy ra. Hãy để chúng trôi qua như chúng đã xảy ra rồi. Thứ hai, hãy để tinh thần thay đổi theo môi trường bên ngoài. Nó sống động vào mùa xuân, êm dịu vào mùa hè, tĩnh lặng vào mùa thu và ẩn giấu vào mùa đông. Thứ ba là kiểm soát cảm xúc, nhẫn nhục một lát, tránh trăm ngày lo âu. Thứ tư là nuôi dưỡng tinh thần. Bạn có thể thưởng thức âm nhạc và trồng hoa cỏ. Chỉ cần bạn có chỗ dựa tinh thần thì sẽ tự tin vào cuộc sống và giảm bớt những giận dữ không đáng có. Ngoài ra, người già quá nóng giận cũng có thể mắc chứng trầm cảm tuổi già. Cho nên mỗi ngày nên cười 3 phút. Cười có thể làm giảm mệt mỏi, giảm căng thẳng, giúp phổi giãn nở, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, từ từ giảm bớt trầm cảm, quên đi những lo lắng cho bản thân. Dành ra 5 phút và tự nhủ với mình rằng trên đời này không có người phiền phức, chỉ có mình tự làm phiền chính mình. Việc buông bỏ những lo lắng sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng thư thái. Nếu không kiềm chế được cơn giận, cũng tuyệt đối không được giận quá 2 phút. Hãy nhớ rằng đừng giận người đã làm bạn tức giận. Tha thứ cho người khác
là tha thứ cho chính mình. Vì khi bạn chấp họ, nói ra cho hả giận, thì chính bạn đã uống thuốc độc họ đưa cho mình, mà lại mong người ta trúng độc. Tôi chúc bạn hiểu câu này, dù ăn thần dược linh đan, mà luôn tức giận ngàn lần phí công. Chi bằng buông bỏ bất đồng, bình tâm trường thọ, sống không muộn phiền. Bạn hiểu ý tôi không? Nếu hiểu xin hãy chia sẻ video này cho người nào hữu duyên nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.